ra không? Hay bị bắt bạ là bị cướp rồi. Chào ông già. Dạ, Hello con. chào bố. Có vụ gì bữa nay mà tụi bay là ồn ào quá vậy? Có gì đâu, hôm nay là thời sự xóm mà. Thì Lên thời sớm mà, nhưng mà thời sự nhưng không phải có bà bán chè bán chuối, chứ thời sự không có bà bán chè bán chuối thì sao? có thì quay lại cái vấn đề là lồng ghép vào cái vấn đề là tẩy sử đó, Vụ gì? lật Thời sự lật vụ gì? sử tẩy sử là cái có đoạn clip mà bên phản động nó dựng lên cái đoạn clip, dựng lên đoạn phim mà nó nhồi sọ vô mấy đứa nhỏ, nó bảo là đó là giới trẻ Việt Nam, nhưng mà nó không có chứng minh được rằng cái clip đó thì cũng không có cơ sở nào chứng minh đó là những giới trẻ đang sống ở Việt Nam. Và những người đứa trẻ đó nó phát biểu lên là toàn những cái luận điệu, tức là mỗi đứa một cái luận điệu bố cầm hình dung không, và những cái luận điệu đó là 40 mấy năm nay khi mà ai tham gia lên những đàn đều nghe hết, từ câu chuyện là nó ca tụng, nó bảo ừ, ông Lý Quang Diệu là từng tuyên bố là phải ước ao gì đó một ngày nào đó là được như Việt Nam Cộng Hòa, rồi Việt Nam Cộng Hòa đi học là không tốn tiền, người dân một người đi nuôi đi làm là nuôi được 4 5 người, còn bây giờ xã hội bây giờ đi làm 3 người nuôi không đủ ăn đó, đại khái những cái luận điệu đó là y Toàn chang. là những cái luận điệu láo toét và truyền miệng, rồi Dạ cái đám phản động bên đó nó thêu dệt thôi, chứ thực chất thì cũng dạ đâu có cái gì xét xác được. Ở đây thì tất dạ cả mọi người từ ngày mà tôi lên diễn đàn này tôi chơi thì cũng là tao cũng là một nhân chứng sống nhăn răng đây. dạ Thì tao cũng đã từng nói rồi, làm gì có mấy cái chuyện đó. Ngày xưa Lý Quang Diệu của Singapore qua Việt Nam thì cũng trời ơi, mấy cái miệng của mấy chính trị gia này thì mày biết rồi, đủ mà nó muốn kiếm vấn đề về lợi ích của đất nước đó thì nó làm đủ trò hết rồi. Cái chuyện đó mình không khe, chuyện quan trọng gì dạ đâu. Trời ơi, bà hầu như là tất cả những cái lịch sử, những cái thước phim tư liệu, những cái đó nó nói miệng mình không nghĩ gì đâu. Ở đây mình có hình ảnh, là mình có phim tư liệu, là mình có những cái người mà sống trong chế độ đó, người ta phát ngôn. Không, tao nói tao, tao nói những người tướng lãnh nè. Tao mới bớt lên cái giữa một ngày giải phóng sau thì những xưởng phim Sài Gòn giải phóng họ đã phỏng vấn tất cả những cái tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Nguyễn Hữu có Lê Minh Đảo nè, có các cái đủ thứ đó. Con thấy rõ ràng không, người ta đã nói rõ ràng đâu rồi. Nói chung một cách khác là người ta bỏ của chạy lấy người đó, mệt lắm. Bây giờ mình đừng đừng nhắc lắm, chuyện cũ quá rồi, mình không có nói chuyện chi cho Dạ mệt dạ đúng rồi, đúng rồi, con đồng ý với bố, nhưng mà trong đúng đó có không? một cái luận điệu là nó nguy hiểm, và nó cho rằng con cho rằng quan trọng là thế này, tức là nó có một khẳng định của luận điểm là nó muốn bác bỏ cái câu chuyện mà cái lịch sử quá khứ là cái câu chuyện là Mỹ xâm lược Việt Nam, họ muốn bác bỏ điều đó và họ quay qua cái câu chuyện là giữa Việt Nam là nội chiến chứ không phải là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó. Đó cái luận điểm đó là họ lồng ghép, họ làm cái điểm nhấn ở trong Bây cái đoạn giờ phim đó ok, nhưng mà mình hỏi đó. lại một câu, mày nước mày với nước tao cách xa nhau nửa vòng trái đất, một bán kính của Dạ mày tôi đúng biết là rất là xa, vì dạ cái lý do gì mày đi qua nước tao đó? Bây giờ mày đổ thừa cho mà cái điều này là ý thức hệ, mày có thể nói mà nó có lập luận của nó là lập luận domino, có nghĩa là nó muốn ngăn chặn cái làn sóng cộng sản thời đó là thời của Liên Xô, còn rồi có quốc đại khái vậy đi. Nhưng mà dạ tại sao mày không qua Campuchia, mày không qua Thái Lan, mày không qua, mà tại sao mày qua Việt Nam? đúng Trước khi rồi cái chuyện xảy ra mày phải hiểu rằng vịnh Bắc Bộ đã xảy ra, nó đã thằng Mỹ từ xưa giờ cũng vậy. Mày nhớ cái lỗ muối của Iraq không? dạ Thì Việt Nam cũng vậy, ngày vịnh Bắc Bộ nó rửa một con tàu ra, nó vu oan vu cáo Việt Nam mình coi như là đã đụng độ nó trên cái bề, ở miền Bắc, có nghĩa là ở ngoài biển á, bắt đầu anh kiếm cớ để mà anh xâm nhập. Có nghĩa là khi mà nó xâm nhập một cái gì đó, nó phải tạo ra một cái hiện trường, một cái lý do. Thì Việt Nam mình dính một cái cớ là rồi nó xâm phạm vùng bình viện bắc viện viện Vịnh Bắc vịnh Bộ. Bắc Bộ đấy, bắt đầu Dạ. từ đó anh mới kiếm chuyện, anh mới chung vào đó như vậy. Thì tao hỏi bây giờ nếu nó không xâm lăng á, giống như nãy cái thằng Việt Rai nó mới đi ra, thì 58.000 mấy triệu quân, triệu mấy quân với lại 58.000 người chết đem về Mỹ để làm gì đó, cái đó là cái bằng chứng cụ thể rồi, còn cái gì nữa mà bà nói gì? Dạ. Nếu mày không xâm lăng thì tại sao mà có người chết ở Việt Nam? Tại sao mà Đúng nếu mà rồi. không lăng thì tại làm sao mà rải thảm, mà rải bom từ Hà Nội cho đến Sài Gòn? Rồi nếu mày không xâm lăng thì tại làm sao mày tải chất độc mà qua Da Cam? Đúng rồi.
Rồi nếu bà không xâm lăng tại làm sao mà chơi hai quả CPU ở Long Khánh? Nó nhiều có vấn đề, nó láo nó xạo thôi, nhưng mà làm gì làm sao mà lật được con? Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là lịch sử đã chứng minh, nó đã chứng minh rành rành đó rồi, mà không phải ở Việt Nam mình, và thậm chí thằng Mỹ nó đã chứng minh, nhưng mà gậy ông. Thế thì ta hỏi mày, một cuốn phim 10.000 ngày ở Việt Nam, chính Việt Nam của Mỹ sản xuất cái rượu, má đợi đâu? Nó mà, nó làm đạo diễn mà, nó quay phim mà, nó truyền hình, phim truyền hình mà, có nói là cái gì? Mày không gây chiến tranh được đủ mà, có mặt mày qua bên Việt Nam mày làm cái gì? Rồi tự nhiên xong mà bắn đùng đùng đùng, có mày quay phim lên mà đưa lên phim truyền hình. 10.000 ngày ra phim, phim của đạo diễn Mỹ, phim của Mỹ, người Mỹ đóng, người Mỹ đóng cái phim tài liệu chứ không phải đóng mẹ, chứ đó là phim xác thực thôi. Phim đốt nhà, đốt cửa rồi đủ thứ trò trên đó, ở đâu có ra vậy? Nửa bán cầu mà nhớ kỹ, nửa bán cầu là một đường, một đường thẳng rất là xa, tới 47.000 km lận. Đâu có rảnh hơi mà đủ má từ đó qua đây để mà ngồi đi chơi, đi du lịch hả? Hay đi du lịch hả? Ở đâu có tào lao dữ vậy? Đi ra mình chưa đủ, còn kéo thêm bạn bè đi mới là ghê. Đúng không? Đủ để kéo thêm bạn bè đó. Cái điều đó nó xuyên tạc, nhưng mà thực tế là không có làm sao qua được con. Cái đó là cái chuyến đề đó là hầu như là nó yếu lắm, cái lập luận nó yếu lắm. Đủ mà không xâm lược, không xâm lược mà đủ đem quân mà làm cái gì? Cái nhưng mà cái vấn đề bố cầm biết không, tức là con đồng ý bố cầm là không thể nào qua được cả, nhưng mà ở đây vấn đề họ đánh vào cái gọi là cái giới trẻ. Đâu, cái giới trẻ sau này tao không có lo vấn đề đó. Giới trẻ Việt Nam bây giờ nhận thức rất là rõ ràng, bằng chứng cỡ như Bùi Tùng vậy đủ mà làm sao mà qua được. Bởi đâu phải không, Bùi Tùng là một trong những thanh niên trẻ mà triệu người dân từ Việt Nam đó là như vậy. Bởi vì khi người ta ở trong đất nước, người ta được vun vén về lịch sử, người ta hiểu rõ bằng cái bản chất của tất cả những đất nước thù địch Việt Nam là bọn trẻ hiện giờ nó rành hơn mình nhiều lắm. Và thậm chí như khi ta cũng khá khen, ta cũng khâm phục của bọn trẻ bây giờ. Đâu phải riêng Bùi Tùng đâu, rất là nhiều. Vì cái đó là bắt câu chuyện, bố không có khen cái chuyện đó, nó nói vậy nói thôi. Rồi nhắc lại một cái thằng thượng nghị sĩ mà nó nói về bỏ vào ngày 30 tháng 4, tao nói cho mày nghe. Cái thằng thượng nghị sĩ thì nó không là cái quái gì cả. Nó chỉ nói như vậy để đi kiếm phiếu của cộng đồng người Việt ở bên California mà thôi. Mày hiểu tôi không? Bởi vì tao đã nói hôm trước rồi đó. Một cái tờ báo mà sống ở California là muốn sống á, có tiếng cơm ăn là phải nói xấu ở Việt Nam. Thì bởi vì nó sản xuất cái tờ báo là cái trụ sở đó là nó nằm ở Mỹ, nó không nằm ở Việt Nam. Cho nên vì chỗ đó là thằng nào lên cũng vậy thôi, nó cũng phải nói xấu Việt Nam để nó có cơm ăn, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi cái thằng nghị sĩ này cũng vậy thôi. Tất nhiên là nhiệm kỳ tới cái sự nó mãn hạn rồi, mà nó muốn kiếm phiếu là nó làm như vậy. Liên chi cái cộng đồng người Việt này có những người thù hằn hộ vệ Việt Nam Cộng Hòa chó mẹ vậy, gọi là bầu cử chứ, nghĩ là nó lên đương nhiên nó phải đưa yêu sách về cho Việt Nam, để yêu sách cái con mẹ gì người ta có, nó buồn cười ở chỗ là nó bị chính cái thằng người thường sĩ này lừa gạt cái cộng đồng người Việt bên này, mà tụi này không biết, tưởng này chắc là ngon lắm. Nó qua xong làm hoàng rồi bỏ phiếu xong rồi đủ, còn lâu quá đủ, nó là cái gì mà nó độ đòi hỏi ở Việt Nam mình thay đầy thay kia. Nó buồn cười có nghĩa là khi tới cái mùa mà bầu cử xong rồi là bắt đầu mấy ông nội này là dở quẻ, mẹ không? Tức là dân chủ cũng dở quẻ, Cộng Hòa cũng dở trẻ, rồi những cái thằng từ người sẽ ở tiểu bang thì thấy nhắm ở tiểu bang nào, rồi thí dụ ở tiểu bang Mexico, thí dụ vậy, thì nó sẽ nói là Mexico bên kia rồi, nói chung là đại khái nó kiếm nói xấu đất nước của họ nên chỉ nó lấy điểm của cái tụi mà châu Mỹ Latin thí dụ vậy. Còn ở gần ở chỗ cộng đồng người Việt thì nó bôi mấy đồng người Việt ra làm đề tài để nó nói. Từ xưa giờ mày phải hiểu điều này, nó là một thượng nghị sĩ quèn ở trong một cái tiểu bang quèn, nó thẳng là vậy. Trong khi đó các thành phần chủ chốt cộm cán của Mỹ, chẳng hạn như tổng thống Mỹ, phó tổng thống Mỹ, đó đại khái cựu đại sứ hoặc là những đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam, họ không bao giờ nói cả. Đó là những thành phần mà trực tiếp á. Còn thằng này giống đĩa gì, trời bớt nó thiệt này. Đó là cái chiêu trò của tụi chính trị gia ở Mỹ này. Cái thằng nào cũng bám ghế, cho thằng nào cũng muốn bám ghế, mà muốn bám ghế là phải nói xấu một cái gì đó mà theo ý của người Việt mình bên đang nghe đã lỗ tai. Cái khoa đã lỗ tai, đã lỗ nhĩ á, nghe chứ. Đó vậy đó là nguyên tắc vậy. Mày thấy rõ ràng à. Đó là Trump là một bài học. Nói ôi thôi là nói đù, mà nói quá trời là nói đù, mấy cái thằng mà coi giống như kiểu như bà kỳ thị chúng tộc mà da trắng thượng đẳng, đù nghe đã đâu ta nghe đã đâu làm dữ lắm đù, và sau đù mẹ rớt cái bịch xuống dưới đù, mà bây giờ cái hậu quả vẫn còn, cái hậu quả giờ vẫn còn đấy. Đó là cái gì chiêu bài chán lắm, mệt, tao không khe chuyện đó đâu.
Bố chia sẻ cái vụ mới xảy ra 7-8 mạng gì coi. Ở cái Bảy bang tám mạng nào? ở cho tôi coi coi. Tầm ba thì nó giết nhau ở trong một cái như là trong một cái trong mục tiêu này. Còn một cái đứa nó đánh một đứa trẻ 13 tuổi mới tội chứ. Đây. Thành phố Frederick, thành phố Indianapolis, ở thủ phủ bang Indiana. Đêm ngày 15 tháng 4, sáng ngày 16 giờ Hà Nội, phát ngôn viên sở cảnh sát Indianapolis Gerald Cook mà cho biết là cảnh sát có mặt tại hiện trường lúc 23 giờ sau khi nhận được tin báo nhiều tiếng súng. Họ mô tả đây là một vụ xả súng và có nhiều nạn nhân ở vết thương giống đạn bắn. Đây rồi. Thì ở thành phố ở tiểu bang Indianapolis. Nó nói là Còn có chưa trường gì. hợp gì có trường hợp gì mà con bé mà nó đang giơ tay lên đó mà cũng bị bắn Đó không? đó là thằng đó là 13 tuổi thì trong cái lúc hình như thằng đó nó cũng có súng làm sao á. Ở đây là có một cái đoạn phim của đây thiếu niên 13 tuổi bị bắn chết. Nhưng mà cái này nó cũng có một đoạn phim, có một đoạn phim rất là rõ ràng đã mất rồi của con cái gì ta. Thì thằng này đó của nhỏ Capitan nó thì nói chung là coi như ngày hạ rồi về dĩnh nó làm riết rồi đụ mai giờ tao cũng đéo biết rồi đụ ngày hạ rồi biết đẩy nhiều quá cũng hiểu không, chứ nó không phải lâu lâu nó có một cái một thì mình ngồi mình sực số mình ấy, còn cái này cũng ngày nào đúng có chứ, thành ra làm con người ta mình thấy kể cũng bằng thừa. Không có chuyện tao mày đang nói bây giờ đang sẽ tao mày đang nói bây giờ hiện giờ đang xả xuống ở đâu mình không biết, khổ Người hỏi bố rồi có bị dính vậy. em nào người Việt không? Tưởng bữa giờ mấy cái vụ đó có bị dính người Việt không? Chưa 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 thấy nghe nói, có nghe nói là tự nhiên nó biết liền. Vì vậy mình trốn trốn cũng hay đúng không? Tránh cũng hay đúng không? Nói chung thì người Việt mình cái nói con miệng thôi cho nhát bỏ mẹ. Đây đây có một đoạn phim của nó này. Đây bị cáo bị cảnh sát nữa rồi, thế là chỉ được 3 tuần cảnh sát nó bắn chết từ ba trẻ em. Hôm nay bạn ở Chicago gần tao nè, Chicago gần tao lái xe khoảng 6 tiếng, lái xe từ đây qua bên kia ngồi 6 tiếng. Một em bé 13 tuổi tên là Tornado vừa nhưng mà khi nó bắn xong rồi á thì nó mới gọi cảnh sát thôi, nhưng mà thằng đó đi đai đai rồi, khổ quá dở mặt chi với cảnh sát. Rồi còn cái thằng cầm súng giả nữa luôn á, còn mệt nữa. À, cái này mà hồi chiều bố có đưa lên trang của bố đúng không? Rồi đúng rồi, nhưng mà cái này này nó bỏ nó chạy. Quất phát rụng liền ha. Quất rụng liền. Đó. Có súng có gì không bố? Chưa biết, để coi, hình như nó ở đây à. Rồi trúng đạn rồi, chết ngắt luôn. Nó gọi xe cứu hỏa, xe cứu thương tới để mạng. Cái tay cầm gì bố? Chưa biết.
đó mà nó cầm, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nó cầm cái gì chứ không biết, cái súng máu chảy ra chứ không phải là, thì chắc chắn thì không phải là súng rồi đó, nhưng mà nó cầm cái gì mình không hiểu không được biết thôi. Không hiểu được, tại vì nó lại nó chiếu thoáng qua thôi. Cái này là camera nằm ở trên cảnh sát, trên ngực của cảnh sát á. À thôi vậy tôi hiểu rằng đây, ở đây nó có những cái mà mình không thể nào ngờ được trước được, thấy không? À, cảnh sát thì đó phải 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 chi phải 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 chi cái bên này mà phải cho Lê Chí Thành nó qua đi giám sát công an Mỹ là quá quá hay luôn bố Cầm, đúng không? Được ha. À, cái này đúng ra là phải cử những người đó đi qua bên đó làm cái công tác đi giám sát gọi là cảnh sát Mỹ á, là tuyệt vời luôn á. Thì ở đây cái chuyện này nó xảy ra hàng ngày, nhưng mà càng ngày thì nó càng trẻ quá. Thì cái ở tiểu bang của tao thì nó mới vừa xảy ra thì cái ông trưởng công an đã bị đình chỉ chức vụ, và cái con nhỏ mà nó bắn cái thằng da đen mà chết cả 20 tuổi đó, 21 tuổi mà, thì nó cũng đã bị sa thải, đây sa thải tạm thời để mà chờ ra tòa. Có như thì giờ đó thì cái ông mà thường thường thì mấy người kia mấy mấy vụ án trước thì trưởng công an, trưởng cảnh sát không có bị, có nghĩa là không có từ chức, nhưng ông này ông lật được ông từ chức luôn. Rồi bởi vì nó là cái sự kiện lớn, là bởi vì một cái tiểu bang mà ngay chỗ đó mà xảy ra liên tục hai vụ. Một vụ là tháng 5 năm năm ngoái đã bùng lên ngọn lửa bạo động, và kỳ này đã đến đập thêm một phát nữa cũng gây cho đó nữa, cách khoảng 10 mai thôi, khoảng 15 16 cây số, thì cũng ở thành phố đó của thuộc Minneapolis. Thì nó gây lên một cái vấn đề sự bạo động, và ngày qua tao nói mày rồi đó, tao đi chợ tao thấy tao chiếu cho mày coi đó. Nhưng là tất cả những hàng quán là bị đóng hết cái, nó đóng mấy cái đồ mà gỗ để nó bảo vệ cái nhà cửa hàng của nó đó, rồi biết đó là những người cái đó hàng. Cái đó là dân 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 tự đóng hả bố, hay là chính quyền bóng? Đâu có, mình tự đóng lấy chứ chính quyền nào đóng, có nghĩa là mình coi như là mình coi như là mình tự bảo vệ mình, đúng không? Muốn đúng gì rồi. Là mình tự bảo vệ mình trước, đúng không? Mình tự vệ bảo vệ mình trước chứ còn chờ đợi đâu có cho ai mà đâu có lo cho mày được. Cho nên việc cho đó ra nó rất là bất ổn rồi. Bây giờ có đứa trẻ 13 chết nữa, thằng này ở bên Chicago. Thì nó lẫn quẩn á, những lúc gần đây mình thấy cái vụ mà sử dụng súng bắn chết người càng ngày nó càng tăng cao ở nước Mỹ này. Cho nên vì chỗ đó thực sự là mình nói là những người Việt sống ở bên nước Mỹ này hiện giờ họ lo âu, chứ không phải đơn giản gì đâu, chứ nó không còn bình thường giống như ngày xưa nữa. Và cái sự kỳ thị này nó càng ngày nó càng không biết tới chừng nào mà mới dứt được đây. Cái đề điều là ta nghĩ chắc là khó dứt lắm, mà lâu lắm khó lắm bà có nghĩa là không luôn bố, con đồng ý. Nhưng mà chứng chỉ vấn đề là nó không xảy ra gọi là manh động hay là không manh động vậy thôi à, chứ còn mà trong thâm tâm của họ là vẫn còn là, chứ không thể nào mà hết được. Nó vô máu rồi, đúng rồi, nó vô máu rồi, bây giờ mỏng vô máu rồi, có nghĩa là vậy rồi. Nó kỳ thị mình dữ lắm mà. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, nó kỳ thị thì kỳ thị vậy, nhưng mà thật bình thường không có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn sợ vấn đề luật pháp. Ở trong luật pháp thì nó vẫn có những cái điều mà cấm kỳ thị, nhưng mà tại vì chưa có cái mồi lửa để mà nó bùng lên cái chuyện đó, đúng không? Đợt ngày xưa giờ ngày xưa cả hàng trăm năm nay đều có cái điều đó chứ, nhưng mà nó không bùng lên là bởi khi bùng lên lẻ thẻ nó dập liền, là bởi vì cơ quan pháp luật nó vô là được. Nhưng bây giờ cũng vì cái ông tổng thống 45 của mình đụ má là phát ngôn bừa bãi rồi kỳ thị chủng tộc nặng nề, chính vì chỗ đó giống một kiểu như đủ má tao đủ mà tổng thống của tao mà nói vậy thôi xích mấy tao sợ tụi bay, đúng không? Đúng rồi. Tao nói với mày thì ok đủ mày nói tao nghe, chứ còn thằng tổng thống nói mày sao nghe được. Thế là đủ mà kỳ thị tăng cao, cái điều đó là mình phải không phủ nhận, cũng là cái cớ luôn bố mẹ, cũng là cái cớ. Trong khi đó tổng thống tuyên bố mà tao đi theo tổng thống chứ tao đâu có là tự làm đâu. China Blue rồi đủ mà kỳ thị, bây giờ nó kỳ thị người châu Á mà nhất nặng nhất là thằng Tàu, mà khổ cái thằng Mỹ nó đâu có biết thằng Tàu là nào. Thằng Tàu ra đặt thằng người Việt Nam cũng y chang, biểu là da vàng tóc đen là đủ má nó quốc hết, đủ má thành Korea và Nhật Bản gì đủ gì. Rồi xong mới cách đây mấy bữa thì nó cũng có một cái trụ nè, đủ má cái thằng Mỹ đen mà đi lính nha, trung quý đàng hoàng nha, mà đủ má nó cũng lôi ra đủ nó bắn cho bằng, nó bắt cho bằng được, coi là nó bắt người kia nó phải xịt hơi cay đó luôn. Tức như là giờ cái sự kỳ thị nó đang lên tăng cao mày, mà cái đó là thằng Mỹ đen mặc bộ đồ sắc phục của quân đội ngồi trong xe, mày coi clip đó chưa? Dạ chưa. Của anh Song Phạm là đủ má đưa lên coi cái ghê chắc mẹ này, tao cho mày coi luôn. Nó không phải đơn giản như cái chắc nó bắt gỡ rồi. Cái này nó gỡ rồi. Tại vì đó dính líu tới quân đội. Đúng rồi.
Cái đó chắc gỡ chắc, cái đó gỡ chắc. Cái đó là chắc có lẽ là gọi, tại vì cái đó dính líu tới quân đội, tại vì thằng đó là trung úy quân đội mà bị tụi cảnh sát đè đầu, xịt hơi cay, nó bắt xuống, nó bắt còng tay, để coi như nó không tự bất cứ một người nào cả, mà thấy ra không. Chứng tỏ là bây giờ trong lòng nước Mỹ á là Nó có đang một hồn hồn mà cái gọi là cái âm ỉ, cái vấn đề gọi là bạo loạn, kỳ thị và bạo loạn. Cái này nó sẽ là âm ỉ chứ không phải là, nếu mà thật ra nếu mà họ không kiểm soát tốt là cái vấn đề này cũng nguy hiểm lắm. bây giờ nó thuộc dạng coi như là ấy rồi, Không biết bùng phát lại vào giờ lúc nào thôi. đúng rồi, nó không biết Chỉ bùng phát cần lúc một cái nào. chỉ có một cái cớ gì nữa, thí dụ một cái lý do gì nữa là nó sẽ là dựa vào đó và nó thổi bùng lên. Giống như mà kiểu mà nước tràn ly á bố. Thì chắc chắn là cái này ta đã nói từ lâu rồi, tại vì nó làm người da đen nhiều quá mà mình đã rất là mệt mỏi. Thì hôm nay đâu có cái chủ đề gì đâu con, mình nói sơ sơ thôi chứ chưa có cái gì à. Dạ Thế cũng thôi. sắp hết giờ rồi, cũng sắp hết giờ rồi, Thì còn đâu còn mấy phút nữa. con muốn nói cái chuyện đời gì nó không? Thì ở Việt Nam mình thì cũng nghe tin vui là bắt được thằng Lê Chí Thành đó, bắt vô thì cho cái đây đi đám hết mẹ cho rồi đi được. Dạ bây giờ chắc hình như họ cũng đang mở rộng điều tra. Giờ đâu có còn gì đâu nữa mà. Bữa nay không Mà có mày giờ vui. có nãy Sao nãy kho con? cá kho gì không, nãy kho cá kho gì không Không, kho không rồi, nay à? tan tan cơm nguội Ở sao à. kỳ à? Nguội tại vì còn cơm còn đồ ăn thì thôi ấy rồi. À coi như tự xử luôn đúng không? Tự xử rồi. em Cái em thằng em em mà tợ xả súng mới đây thì nó tự sát luôn à. à 8 người hả? Chín người, coi như là chín người. Nhưng mà về cái sơ 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 qua ban điều Sự tra ban đầu là người ta có tìm hiểu là cái nguyên nhân là vì cái gì không? cái này ở nằm trong một cái chỗ bưu phẩm, gọi là chỗ phát phát bưu phẩm nhanh đó, nó gọi là Freyet ấy. Thì FedEx. FedEx ấy, thì cho biết tập đoàn đã nắm được thông tin rồi, đang hợp tác với chức thành phố, đang trong cuộc điều tra, nó chưa cho chưa cho biết cụ thể. Chắc là lẽ tôi nghĩ chắc là lẽ nó cũng xích mích gì ở trong hãng, cho nên vì đó đây cũng là cái hãng lớn mà, hãng thơ, mà hãng thơ đặt tiêu phát nhanh. Vậy khổ vậy đó, bây giờ tất cả mọi Mãn gì người chứ. bất mãn gì đó rồi suy ghê lộn về lạo rồi đó, rồi má bắt đầu ra nó quất, bởi vì mày biết rồi, nước Mỹ là ai cũng có súng cả, và nó quất qua nó quất lại, và thấy rõ ràng là thực sự là những người ta cũng như tao nói mày hôm trước, có nghĩa là đôi lúc á cái người dân vô tội mình đi ngang đường hoặc là mình bất chợt gì đó, nhiều khi cái chết nó xảy tới mình cũng không biết mình chết vì lý do gì, Đúng rõ rồi. ràng cái chuyện đó. Thực ra video rất ư là bất ổn. Cho nên Bất là ổn không định. phải bất ổn định lắm, vì đó Dạ. là gì, bây giờ đi ra đường mặt mắt cũng lườm lườm dùm bo dùm lại, coi có ông nào dở áo dở quần gì không, đúng quá để kiếm đường co giò chạy trước, tại vì mình có người ta mình giỏi võ hay bất cứ cái gì mình có cái bí quyết gì nữa thì không làm sao mà được ông bá bằng tay súng được, rõ ràng nó xách súng ra thì thôi nước chạy thôi được, còn có Có như người ở bên gì cự đó. bố kìa, nói bố phát biểu cái đó là mai mấy ông cờ vàng và ba sọc đỏ là sẽ tấn công bố, Cái đồ bởi tàn vì bạo đường quá. đường là một công dân Mỹ mà nói chuyện mà đi ăn cơm nguội nghe thì nó hơi mỉa mai đó Đâu người ai công dân ta. Mỹ, hay coi công dân Mỹ ăn không ăn được đồ Mỹ, khổ vậy. À Đó. đó, nước Mỹ vĩ đại mà nước Mỹ mà công dân Mỹ phải đi ăn cơm nguội Đâu có gì thì đâu mà hơi kỳ con. kỳ đúng không? Tại vì chưa chắc à, được ăn cơm mà ăn cơm Việt Nam của tao mình nhiều khi ăn cơm cháy mà cá khô ở nước mắm Đúng khô quẹt không, rồi. nước mắm mơ hành mà khô quẹt là thôi được, bây là bá chế bự chét được cái dựng mặt đó khổ vậy. Tao ở bao nhiêu đâu mà tao cũng không quen ăn được cái đồ Mỹ này, kỳ cục. Rồi Rồi ơi. có nhiều cái món mà ăn thấy lạ luôn, mà thấy rau xà lách nha, rau xà lách nha, nó sắc dụng ra sắc khúc khúc bà lớn bà lớn bà lớn bà lớn, À.
cái đó đầu để vô cái thau rồi xong nó trộn, rồi biết trộn gì không? Nó trộn với cái chi chi tức là bơ 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 cục á, bơ À, dùng cái lớn giống gì mày biết, cái viên đường phô mà viên đường mai, nó hả? giống như phô mai của mình đó Đúng rồi, nhưng mà nó sắc vuông 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 giống y chang như đúng là cái miếng đường bà miếng đường gì cả, miếng đường gì mà hòa ảo á, miếng đường mà đúng cà phê á, nhỏ không? nhỏ Ừ. Đường giống đường vuông tán vuông hả? không, nó sắc nhỏ nhỏ giống rồi, giống Đường như phèn kiểu hả? không đường đường Hiệp Hòa để bán cà phê À, đường hoài ngày xưa à. rồi qua xong nó trộn lên rồi xong vậy là nó ăn, mà nghĩ nó ăn vậy mà ăn được không? Rồi À ta nuốt đâu có vô, có nhiều món ăn đúng đâu, rồi, rồi xong nó chế cái sốt chua chua vô hôi hôi ta ăn không được, ta không ăn, mà không có thứ đồ gì Mỹ ta ăn được rồi ấy, béo không ăn được, béo mà kể ngọt đúng kể không, kể khó ăn. cả kể kể cả những cái súp quầy tức là bánh mì thịt của nó ta ăn cũng không được, với lại cái bánh mì của nó ăn cũng không được, bánh mì nó hơi chua chua, cái nó làm cái bột À và làm cái bột bánh mì nó làm chua chua ăn kỳ lắm, không có thứ gì ta ăn được, quái đản, tao không hiểu, tao học nhưng kể cả mà ở bên đó là như là bánh mì mà kiếm ăn mà giòn như Việt Nam là không có đúng không chú Cầm? có không ở đó bán Không thì ở nó không có, nhưng tao về tao làm để nó giòn, có nghĩa là ở à, đó tao lựa một là bánh mì mà tao thích khoái khẩu, có nghĩa là nó không chua, tự tựa giống bánh mì Việt Nam nó có bán ở chợ Tân Phước 49 cent một một ổ nhỏ ừ. bằng găng tay thôi, nhưng cái bánh mì ra cái ruột bánh mì với cái da bánh mì đó nó mềm hoạt hành, thứ nó để lâu nó bán nguội rồi thì nó mềm mà không nói, mà đi về mà bỏ vô mình nướng nó lại thì nó giòn nó lại, nhưng mà bánh mì đó ta Đúng ăn rồi. được, còn ngoài ra bánh mì của Mỹ chính gốc mà nó sản xuất nó bán thì ăn không được, bởi nó cái bột của nó chua chua kỳ lắm ăn không có được, 20 g, 20 g được ờ không? 20 ăn cũng được, nhưng mà có điều lâu lâu ăn được, chắc không thực tế ăn cũng không có ngon là gì cả, bởi vì không cái thịt bò mà trong hamburger nó không có là thịt bò miếng, mà Ừ, thịt bò này rồi là thịt bò xay. dụng, thịt bò xay, thịt bò dụng, mà thịt bò dụng á tụi nó nói là thịt bò này thịt bò mày nhầy, có nghĩa là những cái thứ gì của con bò mà nó bỏ ra đó nó bỏ vô À nó xay thành miếng, chứ nó không không phải là thịt bò ngon, đúng rồi, đúng rồi, đúng chính là vì chỗ đó ra mình ăn mà thấy gớm gớm, thứ nhất thứ hai là đã vậy thôi còn kẹp vô nuốt vô không nuốt không đâu, lâu lâu ăn thì ví dụ đi lỡ đường đó bụng quá thì quất thì ok, nhưng mà nếu mà để cái đó để ăn để mà đỡ đói thì để ăn mà có những ngày nào cũng ăn thì ăn không vô, nhưng mà tụi Mỹ thì nó ăn ngày nào cũng ăn cả ăn ngày 2 bữa luôn, bởi vì quen đó là lý rồi. do không phải nó quen, nó gọn cái nó không nấu nướng gì hết, mày đi đâu mà nó bụng mà ghé vô mà mua xong mà đi về mà không, cái bếp của nó không có nấu, nó không ăn cái đó thì nó order nó ngồi ở nhà nó gọi phone là tụi pizza hut hoặc là domino pizza rồi sao nó giao tới nhà xong nó lấy tiền nó đi, rồi giờ nó Đúng khát rồi. xong nó ăn rồi nó giục, nó không có nấu, Mỹ nó ít nấu cơm nhà lắm, khổ vậy đó, thành ra đó nó gọi là thức ăn nhanh đó, thức ăn nhanh với là gọn đó, cho nên nó khoái ăn cái đó à, mà ăn cái đó và rất ư là dễ bị bệnh, là bị bệnh béo phì, bị cholesterol mỡ trong máu, bị đa số tụi nó là ăn bơ chi nhiều nhiều hơn, hiểu không? Thì còn cái thức ăn Việt Nam mình sẽ được cái là ăn ăn rất nhiều mà không mập mà cũng không bị béo phì, nó hay chỗ đó, và càng ngày những người Mỹ mà nó sống chung với cộng đồng người Việt nó là thích ăn một những món đồ người Việt, chẳng hạn như là phở, phở bây giờ Mỹ nó khoái lắm, khoái là bọc phở khoái lắm, mà phở 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 là nó khoái, thứ Phở hai ăn là chất lượng chứ, đúng không? Nó không mình ngán cũng mà ăn chất lượng đầy đủ, đúng đủ đầy rồi đủ tố chất. Ừ. người Việt mình còn khoái uống chi là nó rồi nó thiệt ra mình rồi, thứ nhất là bánh mì Việt Nam ở đây thì cũng có những cái nhà những cái khu chợ Việt Nam nó cũng bán bánh mì Việt Nam gói sẵn, thế là nó làm để đồng ý là nó không ngon mà Việt Nam, tức là nó không bán nóng, có nghĩa là mà ai mua tới là làm, không phải cái này nó bó sẵn, có nhiều người nhà về người ta chịu khó thì nhà ta mua thịt các cái rồi xong ta làm như vậy ta bị bỏ mối các chợ mẹ Đúng không, rồi. thì một bó một 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 ổ vậy là như 4 đô, 4 đô 4 đồng thì nhưng mà ăn thì cũng để đỡ ghiền thôi, chắc đâu có ngon bằng ở Việt Nam mình, ở Việt Nam mình cứ nhiều món ăn bánh mì rất là đã mày, bánh mì cá kho trên kia nó có nguyên con cá cá đục kho Cá rục kho rồi rục á, nó gọi là cá kho có rục luôn, ăn luôn đúng xương luôn không, đó đúng không? đúng Xương đúng nó rồi, mềm rậm luôn đúng không? bởi Nó vậy giống như cá rồi hộp vậy á. rồi bánh mì heo quay, bánh mì thịt vịt, ôi trời bánh mì thịt, bánh mì xá xíu, ôi trời đủ trò món, mà không có món nào mà dở cả, bánh mì ăn bánh mì giòn rụm ăn lạo xạo nó đã, thấy không, nói chung là đừng có nói ăn ăn là chỉ có Việt Nam là vô địch rồi, Mỹ không nghĩ gì cả, còn đồ ăn Mỹ thì rõ ràng đi chợ cũng vậy, đi chợ thịt cá gà gỏi thì toàn là đồ đông không, đồ để tủ đông xong rồi muốn làm gì làm, kể cả cái người ở cá ba sa người Việt Nam mình là xuất khẩu qua đây cũng để cho mình mật đông, nhưng con cá ba sa ăn thì rất là ngon, nhưng mà ngược lại con cá lóc là ăn là không được, đồ má nó cũng Bên xuất khẩu qua đây đó hả? Bên đó bên hả? này, bên này với con cá bê lóc mà Việt Nam mình xuất khẩu qua không được, tanh quá không biết À đúng sao rồi. Tại biết kỳ lắm, sao không?
cái dòng cá lóc á nó vậy, tức là bố làm bố phải làm liền, còn để lâu á là nó sẽ tanh, nó sẽ đúng tanh. ha, tao cũng mua con Với lạc lại này một cơ đó. với lại cái nè, bố đi Vũng Tàu cũng vậy, ví dụ bố ăn không ăn cái lẩu cá đuối cũng vậy, đúng không, ăn tại chỗ rất là ngon, ngon lắm. Nhưng mà nếu mà hoặc là mình mua về mình nấu cũng vậy, ăn rất là ngon, nhưng mà với điều kiện nấu phải ăn cho hết, chứ mà nấu mà ăn không hết cái để đó mà hâm lại ăn là nó tanh cực kỳ tanh luôn Khổ lắm, đó. Cái con chịu cá đuối nó khổ, cũng vậy đó. khổ cho này vì tao thôi kệ, tao là cái thứ đứa háo ăn mà, phải ăn ngon là chạy về, chỉ có đi về Việt Nam mới hưởng được cái vấn đề ngon lành thôi, chứ còn ở đây ăn để mà để cho no thôi, chứ thực chất không có ngon lành cả, hẳn là vậy. Mà hầu như những cái đứa nào mà ở nước ngoài mà về Việt Nam đi du lịch mà ăn uống họ cũng bao giờ chê đâu, họ khen thấy mẹ luôn. Tao coi cái thằng mà cái video mà của cái thằng Cruz mà để mà nó quay Việt Nam, nó quay phim làm YouTube á, mà nó ăn bạo mày, đồ thứ gì tôi ăn hết trơn. Nó ăn bạo, nó không từ vậy. Còn một thằng nữa, đồ chuyên môn về quê, nó làm gì, nó làm giống y chang như là người Việt mà, cũng xuống ao cũng tắt cá đồ, đâu nó đi đâu, nó đi cái nó cũng làm YouTube nhưng mà nó làm cái gì ở đâu, người miền Tây hay cái gì, nó đi nguyên một đám. Có người bây giờ tụi Tây nó về Việt Nam mình làm dữ lắm, mà nó đi giờ nó ở luôn, mà nó là nhiều lắm rồi. Nó bán hàng rong luôn mà, tay bán hàng rong là nhiều. Còn có 2 Quá phút trời nữa hết rồi, hết thôi. giờ nha bố. Được rồi thì cứ nói đi cho nào hết thôi, chứ bữa nay không có Dạ. gì mà gay cấn, nó thẳng là không có cái chủ đề gì mà gay cấn. Trời, mấy bữa nay sao mà cái YouTube nó rộn ràng lên ba cái vụ rồi ở Hoàng Yên này, quá nhức đầu. Mà thôi mình Tụi cứ xíu nó vô. mấy YouTuber nó cố tình nó tìm để nó bơi móc vô, nó đẩy cao trào lên đó mà. Thì Nó biết vậy cứ thôi. đó kích người này bắt đầu lôi người kia vô cuộc, rồi Chứ lôi người khác vô cuộc để đẩy câu chuyện lên, nó mệt. có những cái mà nó rất ư là mệt mỏi, mà bởi vì Đúng thằng rồi, mấy đứa này nó làm nó không có lương tâm. Mình chỉ nói đúng rồi một cách bố, đơn giản vậy thôi, kệ bà, chuyện chuyện của người ta mình không xía đúng vô, rồi. chứ nào đụng tới chuyện mình thì mình xía vô Con có hiện đó. giờ con nghe tới câu chuyện đó là con thấy chán rồi, không muốn nghe, không muốn đọc luôn á, nó không quan tâm. Thực ra cái câu chuyện đó con không quan tâm tới câu chuyện đó. Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ mở cái computer lên nè. Tại thường thường á, tao phải mở computer thì mở hai kênh, một bên YouTube, một bên Facebook, để tao coi À, mọi đúng người rồi, nào tràn đưa ngập đúng không? Tràn ngập đồ luôn đúng mà không? giờ tràn ngập hết trơn, loại nào mà cái Dụ đâu là cái chuyện lên chiếc phèo nữa, cũng tràn nữa, cũng lung tung. Nhất là trên bởi Facebook, vậy. ví dụ lên chiếc phèo là nhiều lắm. Vô cái phòng mà watch TV á, là đó. Trời ơi, toàn clip là lên chiếc phèo không. Và mấy ông với là Ôi. streamer với là YouTuber là cứ chạy theo mấy cái đó. Đúng rồi. Thì thôi, Thôi. cũng còn 1 2 phút nữa thì cũng xin gửi Thôi. lời cảm ơn tất cả mọi người nha đã tham gia cái buổi live hôm nay đó. Thì cũng hẹn mọi người lần sau, để ngày mai coi có khỏe khỏe Tôi coi khỏe, mai khỏe tôi đi khỏe mang làm. mang 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 ra quán cà phê bờ sông với bố cầm đó, cái ngồi đó mở mở Má rồi live đó, lấy cái tao view tao tao ta sao tụi bay cho ta ăn không khí không à, có ăn bố thế. có ăn 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 đồ ngon mà, nhưng mà ăn trên mặt hình toàn hình tivi không à, đồ nó ăn Mày bố bố bên về đi, mày bố bố về nha, bố bố về con dắt bố bố ta mời ta bố về xuống ăn Bình trả Dương có một thù. cái quán này nè, bố cầm quán này độc lắm. Cái quán này gọi là cái quán sake. Tại sao? Tại nó có mấy cây sake giống như cổ thụ á, thì nó mọc cái cành mà nó trường ra sông á đó. Cái họ thiết kế họ làm một cái chòi ở trên đó, là vô quán nó nhậu là lên Nói cái chung chòi đó là ngồi, là ngồi dưới ngồi trên bờ sông luôn, đã lắm. nói chung thì Việt Nam mình ăn uống như là ăn chơi thì thiệt mày rất ư là khoái rồi, không có nói gần gì phải không không bàn cãi, nói thẳng là vậy. Mai Ở đâu mình đi review phố ăn đêm Bình Dương chịu không? trời ăn đêm về chưa là thiếu gì, trời ơi sáng thịt Đó, rồi đã chiều nguyên con đường luôn, đó. Khói bay nghi ngút và đồ ăn các thứ là ở chợ Thủ Đức á, cái đường gì ta, cái đường Phan Văn Khai Nhẫn Cân phải không? khai dạng Thằng cân cũng quá trời, ban đêm giống như ban ngày, sáng rực trời, rồi hàng quán hai bên chạy y xèo mệt. Rồi ok thôi, tạm biệt con ha, bữa nay Dạ, không cảm ơn có quý thì nhà. cũng vậy thôi, rồi ok con. Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn một chút mọi người ngon.